quay cái clip tìm hiểu về chiếc M370 của Malaysia mất tích 4 năm trước. Hôm nay mình cũng tò mò nghe nói tìm được. Hôm nay mình vô Google Map tìm thử cho các bạn xem. Từ sáng tới giờ cũng thấy chiếc máy bay nè. Mình đánh vô Google cái đi. Rồi bấm vô tìm kiếm. Rồi bấm vô cái chữ chữ này. Đây, chữ trên đầu tiên. Là nó hiện lên này. Đây mình kéo qua đây nha các bạn. Kéo nữa ra có cái hòn đảo lớn. Và kéo ra nữa đây chiếc M370 nằm ở đây. Nhưng mà không biết phải hay không. Đây. Có hình chiếc máy bay rõ ràng các bạn. Nằm ở đất nước Indonesia đó, quần đảo bên biển Ấn Độ Dương. Đây nguyên chiếc luôn. Mà hình như máy bay này lật ngược hay là nó nằm xuôi không? Mà giống như nữa. Không, cái này không phải lật ngược rồi, nó nằm xuôi. Máy bay này không có lật ngược. Này các bạn thấy có gan không? Cái này là mình vô Google quá mình tìm nữa. Nằm ở bên Indonesia. Của tỉnh gì hôm nãy cùng mình cũng quên tên. Tỉnh đây, nó nằm ngay thành phố Bajan của tỉnh đây, nó tỉnh này Tây Sumatra đó, của Indonesia đó các bạn. Đây nè, đây cái chiếc máy bay nó nằm vùng này nè. Đây nằm vùng này. Nè, rất nhắn. Rất dễ tìm luôn. Nè. Đây. Đúng không? Nhưng mà không biết phải cái chiếc MH370 không. Nhưng mà mấy ngày nay rần rộ nói thanh niên ở Gia Lai tìm được ở Campuchia, nhưng mà thật sự Campuchia không có. Nhưng cái này nó nằm ở vùng biển Ấn Độ Dương nè. Nhưng mà không biết chính xác có phải hay không. Cũng mấy ngày nay rần rộ vụ máy bay MH nè. Thành ra mình lên mình tìm thử, bây giờ mới thấy nè. Nằm ở vùng biển ở Indonesia. Các bạn vô tìm thử nha.